chậm tới ngón năm luôn. Thầy kia cũng là thầy kia. Thầy bị rồi. Tôi bị rồi. Xuống rồi chứ không không phải trong quá trình co lên đó. Làm sẵn rồi. Rồi vậy là chúng tôi co lên. Hay nghỉ xuống. Nó xuống rồi mình kéo lên chứ. Để ngón tay của mình.
cái này cái làm đối bên đi cho mày quen. Đó nó lắp lại nè, lắp lại nè, nó nghĩ ra. Nó dối gì nè đó. Ừ. Ngón chân trước chứ. Ngón chân trước chứ. Kéo lên, kéo thành ngón. Vẽ lên, thắm thành ngón. Nó không biết ngón nào, tao không biết rồi. Gì? Biết chứ. Nào. Rồi rồi, làm thật á. Ừ, cái này. Gì hả? Nó giữ xuống còn mày kéo lên. Tao không biết kiểu nó để xuống gì. Nó giữ còn mày kéo lên. Còn nó con lên rồi kéo xuống. Cái này ngồi cơ. Coi vô. Nằm luôn đây nè. Nãy đâu có chéo chân. Đây nãy là đã gõ. Nãy gõ thẳng xạ mới chéo chân. Coi vô. Nãy thầy cho nằm. Cái này. Để đùi lên. Ấn cho nên ăn đùi lên. Mà cái này thầy cắm nằm. Cái này nãy ăn cũng cắm nằm. Nhưng mà ngon nên mình thấy xuống. Bây giờ mới kêu nó ngồi nói nghe đó. Tao gõ đi không không có được thôi đi. Trời tới gõ luôn. Em mày gõ lát lá vô ghế rồi sao? Gõ lên. Cái giò. Đầu tiên mình gõ đi phải không? Gõ đi chứ gọi gọi thằng kia. Nó gọi chưa ngay chỗ răng á. Nhiều xích dưới xíu nữa. Cái răng đi cũng đỡ chân đi, chân tới khám rồi nó mắc phản xạ rồi. Đá vô nó luôn. Thấy vô mặt nó luôn. Không gì không?
Và cái cắm barret cái là phải làm bi chi trên thì nãy còn đó. Còn bi chi dưới còn nữa. Cứ đi. Trên như là hai cái này không có thằng khác với nhau đúng không? Ừ, không có khác. Kéo là không có đụng nhau. Mày lấy cái tay thôi. Tay anh còn á. Nó co lên là nó dương tính. Nó dương tính, nó có bệnh rồi đó. Tao nó nhột nó phải co chứ. Nó phải gấp không có co, nó phải gấp cái này lại. Sao nãy hay nó phải co. Co là dương tính đó là nó có bệnh rồi đó. Chết.